Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận về cuộc sống và công việc, tư duy ngược. Đây là một phương pháp tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo và khác biệt, giúp chúng ta khai thác những góc nhìn mới và tìm ra những giải pháp sáng tạo hơn. Hãy cùng bắt đầu hành trình này và khám phá cách tư duy ngược có thể mang lại thành công và hạnh phúc cho bạn nhé. Bạn đã sống cuộc đời như thế nào? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình, chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống cuộc đời của mình không? Đây là những câu hỏi rất quan trọng mà đôi khi chúng ta không dám đối mặt. Sống cuộc đời theo cách riêng của mình, dám đi ngược lại đám đông để khẳng định bản sắc cá nhân, đó là những điều mà tư duy ngược muốn giúp bạn khám phá. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường mòn, và phía trước là một đám đông người đi theo cùng một hướng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy an toàn, nhưng liệu đó có phải là con đường đúng đắn cho bạn không? Sự an toàn của đám đông không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự đúng đắn. Hãy mạnh dạn tìm ra lối đi riêng của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải bước qua những hành lang tối tăm để tìm đến ánh sáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và dũng cảm thử nghiệm những điều mới mẻ. Đôi khi, chỉ cần một bước đi khác biệt cũng có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Và khi bạn đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, bạn sẽ nhận ra rằng con đường đó đáng giá biết bao. Tư duy ngược là gì? Đó là một phương pháp tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo và khác biệt. Thay vì đi theo lối mòn thông thường, tư duy ngược khuyến khích chúng ta suy nghĩ theo chiều ngược lại. Ví dụ, thay vì hỏi, làm thế nào để đạt được mục tiêu này, hãy hỏi, làm thế nào để không đạt được mục tiêu này. Phương pháp này giúp khai thác những góc nhìn mới và phát hiện ra các rủi ro tiềm ẩn mà cách tiếp cận thông thường có thể bỏ qua. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang cố gắng leo lên một ngọn núi. Thay vì chỉ tập trung vào việc leo lên từng bước, hãy nghĩ về cách làm sao để không bị trượt xuống. Điều này buộc bạn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ việc đặt chân đúng cách đến việc chọn lựa các điểm tựa an toàn. Tư duy ngược giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề từ một góc độ hoàn toàn mới, từ đó tìm ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn. Đây là một kỹ năng vô cùng quý giá, đặc biệt trong những tình huống phức tạp và khó khăn. Ưu điểm của tư duy ngược. Tư duy ngược mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khám phá góc nhìn mới, giúp phát hiện ra những cách giải quyết sáng tạo mà phương pháp thông thường có thể bỏ qua. Khi bạn tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác, bạn sẽ nhận ra những điều mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến. Ví dụ, khi gặp một khó khăn trong công việc, thay vì tìm cách vượt qua ngay lập tức, hãy thử tưởng tượng những hành động nào có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Từ đó, bạn sẽ nhận ra những yếu tố tiềm ẩn mà bạn cần phải tránh và có thể tìm ra những giải pháp độc đáo mà bạn chưa từng nghĩ đến. Phát hiện rủi ro bằng cách phân tích từ phía kết quả mong muốn, người thực hiện có thể nhận ra các rủi ro và hậu quả tiềm ẩn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các quyết định kinh doanh lớn, nơi mà việc dự đoán và phòng ngừa rủi ro có thể quyết định sự thành bại của một dự án. Khi bạn đặt câu hỏi, làm thế nào để dự án này thất bại, bạn sẽ buộc phải đối mặt với những rủi ro mà có thể bạn đã bỏ qua khi chỉ tập trung vào mục tiêu thành công. Tăng cường khả năng ra quyết định, tư duy ngược giúp người sử dụng có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn. Khi bạn đã xem xét tất cả các khía cạnh của một vấn đề, bao gồm cả những yếu tố tiêu cực, bạn sẽ tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định. Quyết định của bạn sẽ được xây dựng trên cơ sở thông tin toàn diện và sẽ giảm thiểu rủi ro mắc phải sai lầm. Thúc đẩy sự sáng tạo, khuyến khích tìm kiếm những cách tiếp cận không truyền thống để giải quyết vấn đề. Sáng tạo không chỉ là việc tạo ra những ý tưởng mới, mà còn là việc tìm ra những cách thức mới để tiếp cận và giải quyết các vấn đề cũ. Tư duy ngược giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn suy nghĩ thông thường và khám phá những phương pháp sáng tạo mà bạn chưa từng nghĩ đến. Nhược điểm của tư duy ngược. Mặc dù có nhiều ưu điểm, tư duy ngược cũng tồn tại một số nhược điểm. Đòi hỏi thời gian và công sức, việc áp dụng tư duy ngược có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Để có thể thực sự thấu hiểu và áp dụng hiệu quả tư duy ngược, bạn cần đầu tư nhiều thời gian để học hỏi và thực hành. Điều này đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và nản lòng, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với những áp lực công việc hàng ngày. Khả năng gây lo lắng, việc luôn nhìn nhận vấn đề từ hai góc độ trái ngược có thể khiến cá nhân cảm thấy lo lắng và khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Khi bạn đặt câu hỏi, làm thế nào để không đạt được mục tiêu này, bạn buộc phải đối mặt với những khả năng thất bại.
Điều này có thể gây ra sự lo lắng và bất an, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với những quyết định quan trọng. Không phù hợp với mọi tình huống, một số vấn đề có thể không dễ dàng áp dụng phương pháp tư duy ngược, đặc biệt là trong các tình huống cần quyết định nhanh chóng. Khi bạn đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp, bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Trong những tình huống như vậy, việc áp dụng tư duy ngược có thể không hiệu quả và thậm chí còn làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề. Cách rèn luyện tư duy ngược. Để phát triển tư duy ngược, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Xác định vấn đề, bắt đầu bằng cách xác định rõ vấn đề hoặc thách thức đang gặp phải. Hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề mà bạn đang đối mặt. Việc xác định rõ vấn đề là bước quan trọng đầu tiên để bạn có thể áp dụng tư duy ngược một cách hiệu quả. Đảo ngược vấn đề, đặt câu hỏi, làm thế nào để gây ra vấn đề này? Để tìm hiểu những yếu tố có thể dẫn đến vấn đề, hãy thử tưởng tượng những hành động và quyết định nào có thể dẫn đến tình huống tiêu cực. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những yếu tố tiềm ẩn mà bạn cần phải tránh. Phân tích các lựa chọn, xem xét các hành động có thể dẫn đến kết quả không mong muốn và từ đó tìm ra các giải pháp tích cực. Khi bạn đã hiểu rõ những yếu tố có thể gây ra vấn đề, bạn có thể tìm ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Thực hiện và đánh giá, triển khai các giải pháp đã đề xuất và theo dõi kết quả để điều chỉnh khi cần thiết. Hãy thực hiện các giải pháp của bạn một cách cẩn thận và theo dõi kết quả để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh các giải pháp của bạn để đạt được kết quả tốt nhất. Rút kinh nghiệm, sau mỗi lần áp dụng, hãy rút ra bài học từ những gì đã thực hiện để cải thiện quy trình trong tương lai. Việc học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn ngày càng thành thạo hơn trong việc áp dụng tư duy ngược và đạt được kết quả tốt hơn. Tư duy ngược trong kinh doanh. Trong kinh doanh, tư duy ngược có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Ví dụ, thay vì tìm cách làm sao để tăng doanh số, doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi, làm thế nào để doanh số không tăng? Qua đó, họ có thể nhận ra những yếu tố cản trở sự tăng trưởng và tìm cách loại bỏ chúng. Cách tiếp cận này đã giúp nhiều doanh nghiệp đột phá và tạo ra những chiến lược kinh doanh mới lạ và hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn là chủ một cửa hàng bán lẻ và doanh số của bạn đang giảm sút. Thay vì chỉ tập trung vào việc tìm cách tăng doanh số, hãy thử đặt câu hỏi, làm thế nào để doanh số của tôi không tăng? Điều này sẽ buộc bạn phải xem xét những yếu tố tiêu cực như dịch vụ khách hàng kém, sản phẩm không chất lượng, giá cả không cạnh tranh, hoặc vị trí cửa hàng không thuận tiện. Khi bạn đã nhận ra những yếu tố này, bạn có thể tìm cách cải thiện chúng và từ đó tăng doanh số một cách hiệu quả. Tư duy ngược cũng có thể giúp bạn tìm ra những cơ hội kinh doanh mới. Ví dụ, thay vì chỉ tập trung vào việc cải thiện sản phẩm hiện tại, hãy thử nghĩ về những cách để sản phẩm của bạn trở nên hoàn toàn khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể dẫn đến việc phát triển những sản phẩm mới và sáng tạo mà thị trường chưa từng thấy. Tư duy ngược trong toán học. Trong toán học, tư duy ngược cũng là một phương pháp quan trọng để giải quyết các bài toán phức tạp. Khi gặp một bài toán khó, thay vì cố gắng giải từ đầu đến cuối, người ta có thể bắt đầu từ kết quả và làm ngược lại các bước để tìm ra giải pháp. Cách tiếp cận này giúp phát hiện ra những lỗ hổng và lỗi sai trong quá trình giải toán, từ đó điều chỉnh và tìm ra phương pháp đúng. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng giải một phương trình toán học phức tạp. Thay vì bắt đầu từ đầu và cố gắng giải từng bước một, hãy thử bắt đầu từ kết quả cuối cùng và làm ngược lại các bước. Điều này có thể giúp bạn nhận ra những bước quan trọng mà bạn có thể đã bỏ qua hoặc những lỗi sai mà bạn có thể đã mắc phải. Tư duy ngược trong toán học không chỉ giúp bạn giải quyết các bài toán khó mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học. Khi bạn làm ngược lại các bước, bạn sẽ phải xem xét cẩn thận từng bước một và hiểu rõ hơn về cách mà các khái niệm toán học liên kết với nhau. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thành thạo hơn trong việc giải các bài toán phức tạp và phát triển kỹ năng toán học của mình. Tư duy ngược dịch chuyển thế giới. Tư duy ngược không chỉ là một công cụ trong kinh doanh hay toán học, mà còn có thể thay đổi cả thế giới. Những người tiên phong đã sử dụng tư duy ngược để tạo ra những phát minh vĩ đại và cách mạng hóa các ngành công nghiệp. Ví dụ, Henry Ford đã sử dụng tư duy ngược khi tạo ra dây chuyền lắp ráp, một phát minh đã thay đổi hoàn toàn cách sản xuất ô tô và các sản phẩm công nghiệp khác. Hãy tưởng tượng bạn là Henry Ford, đang cố gắng tìm cách sản xuất ô tô nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ tập trung vào việc cải tiến quy trình sản xuất hiện tại, hãy thử nghĩ về cách làm ngược lại, làm thế nào để quy trình sản xuất trở nên chậm chạp và không hiệu quả.
Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những yếu tố cản trở và từ đó tìm ra cách loại bỏ chúng. Kết quả là, Ford đã phát minh ra dây chuyền lắp ráp, một phát minh đã cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô và giúp sản xuất ô tô trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Tư duy ngược cũng đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và công nghệ. Ví dụ, trong y tế, các nhà nghiên cứu đã sử dụng tư duy ngược để tìm ra cách ngăn ngừa bệnh tật bằng cách nghiên cứu các yếu tố gây bệnh và tìm cách loại bỏ chúng. Trong giáo dục, các nhà giáo dục đã sử dụng tư duy ngược để thiết kế các phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả hơn bằng cách nghiên cứu những yếu tố gây khó khăn cho học sinh và tìm cách cải thiện chúng. Tư duy ngược trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, tư duy ngược có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả hơn. Khi đối mặt với một thử thách, hãy thử đặt câu hỏi ngược lại, làm thế nào để làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn? Từ đó, bạn có thể nhận ra những yếu tố tiêu cực và tìm cách loại bỏ chúng, giúp bạn đạt được mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Ví dụ, bạn đang cố gắng cải thiện sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để trở nên khỏe mạnh hơn, hãy thử nghĩ về những hành động nào có thể khiến sức khỏe của bạn trở nên tồi tệ hơn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những thói quen xấu như ăn đồ ăn nhanh, thiếu vận động hoặc không ngủ đủ giấc. Khi bạn đã nhận ra những yếu tố tiêu cực này, bạn có thể tìm cách loại bỏ chúng và từ đó cải thiện sức khỏe của mình một cách hiệu quả hơn. Tư duy ngược cũng có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ và công việc. Khi gặp một vấn đề trong mối quan hệ, thay vì chỉ tập trung vào việc tìm cách cải thiện mối quan hệ, hãy thử nghĩ về những hành động nào có thể khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những hành động tiêu cực mà bạn cần tránh và từ đó cải thiện mối quan hệ một cách hiệu quả hơn. Trong công việc, khi gặp một thách thức, hãy thử nghĩ về những yếu tố có thể gây ra thất bại và tìm cách loại bỏ chúng. Điều này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả hơn và phát triển sự nghiệp của mình. Những câu chuyện về tư duy ngược. Nhiều câu chuyện thành công đều bắt đầu bằng việc áp dụng tư duy ngược. Chẳng hạn, Steve Jobs đã sử dụng tư duy ngược khi thiết kế iPhone. Thay vì bắt đầu từ công nghệ hiện có và tìm cách cải tiến, ông bắt đầu từ những gì người dùng mong muốn và làm ngược lại để tạo ra một sản phẩm đột phá. Hãy tưởng tượng bạn là Steve Jobs, đang cố gắng thiết kế một chiếc điện thoại thông minh. Thay vì chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ hiện có, hãy thử nghĩ về những gì người dùng mong muốn. Điều này buộc bạn phải suy nghĩ từ góc độ của người dùng và tìm ra những tính năng và thiết kế mà họ thực sự cần và mong muốn. Kết quả là, Jobs đã tạo ra iPhone, một sản phẩm đột phá đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp điện thoại di động. Tư duy ngược cũng đã được áp dụng trong nhiều câu chuyện thành công khác. Ví dụ, trong ngành hàng không, các kỹ sư đã sử dụng tư duy ngược để thiết kế máy bay. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để máy bay bay nhanh hơn, họ đã đặt câu hỏi, làm thế nào để máy bay không bị rơi. Điều này buộc họ phải nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố an toàn và từ đó thiết kế những chiếc máy bay an toàn hơn và hiệu quả hơn. Tận dụng thời gian. Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Hãy can đảm đi theo trái tim và trực giác của mình. Khi bạn dành thời gian để suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với bạn, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ theo đuổi những mục tiêu mà người khác đặt ra. Hãy tưởng tượng bạn đang sống cuộc đời của người khác, luôn cố gắng để đáp ứng mong đợi của họ và làm hài lòng họ. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không hạnh phúc. Thay vào đó, hãy dành thời gian để tìm hiểu về bản thân và những gì thực sự quan trọng đối với bạn. Điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Khi bạn theo đuổi những mục tiêu và ước mơ của riêng mình, bạn sẽ cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn và làm việc chăm chỉ để đạt được những điều đó. Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân và dũng cảm theo đuổi những giấc mơ của riêng mình. Sức mạnh của thói quen. Thói quen có thể khiến bạn mất đi tất cả. Đôi khi, chúng ta tự làm hỏng tâm trạng của chính mình chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại trong tâm trí. Hiểu về thói quen xấu là bước đầu tiên để thay đổi chúng. Hãy tưởng tượng bạn có một thói quen xấu như thức khuya và dậy muộn. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không có năng lượng cho cả ngày.
Thay vào đó, hãy thử thay đổi thói quen của mình bằng cách đi ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mới và tràn đầy năng lượng hơn. Thói quen xấu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Khi bạn có những thói quen xấu như ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động hoặc không ngủ đủ giấc, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không có động lực để làm việc. Thay vào đó, hãy thử thay đổi thói quen của mình bằng cách ăn uống lành mạnh hơn, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mới và tràn đầy năng lượng hơn, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống của bạn. Hiểu về thói quen xấu và thay đổi chúng là một quá trình đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Hãy bắt đầu bằng cách nhận diện những thói quen xấu mà bạn đang có và đặt ra mục tiêu thay đổi chúng. Hãy thực hiện những thay đổi nhỏ mỗi ngày và kiên trì theo đuổi những mục tiêu của mình. Điều này sẽ giúp bạn dần dần thay đổi những thói quen xấu và xây dựng những thói quen tốt, từ đó cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bạn. Đừng ngại đổi thay. Đời sẽ thay đổi trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống. Dũng cảm chấp nhận thay đổi sẽ giúp bạn có được thành công trên đường đời. Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong một môi trường cũ kỹ và không còn phù hợp với bản thân. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy không hạnh phúc và không thể phát triển. Thay vào đó, hãy dũng cảm chấp nhận thay đổi và tìm kiếm những cơ hội mới. Điều này sẽ giúp bạn có được thành công và hạnh phúc hơn. Thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi bạn đối mặt với sự thay đổi, hãy nhìn nhận nó như một cơ hội để phát triển và trưởng thành. Đừng sợ thất bại, vì thất bại chỉ là một phần của quá trình học hỏi. Hãy dũng cảm đối mặt với những thử thách và tìm kiếm những cơ hội mới. Điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và đạt được những thành công mới. Đôi khi, sự thay đổi có thể đến từ bên trong. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những giá trị và mục tiêu của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra những điều quan trọng và có ý nghĩa đối với mình. Khi bạn đã rõ ràng về những điều này, hãy dũng cảm theo đuổi chúng và không sợ thay đổi. Điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hãy sống với đam mê. Đam mê là nguồn động lực giúp bạn vượt qua những khó khăn và thách thức. Hãy tìm ra đam mê của mình và sống hết mình với nó. Đừng sợ thất bại, vì thất bại chỉ là một bước đệm trên con đường đến với thành công. Hãy tưởng tượng bạn có một đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng bạn lại lo lắng về việc không thể kiếm sống từ đó. Điều này có thể khiến bạn từ bỏ đam mê của mình và sống một cuộc đời không hạnh phúc. Thay vào đó, hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của mình và tìm cách biến nó thành hiện thực. Sống với đam mê không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc mà còn giúp bạn đạt được thành công. Khi bạn làm việc với đam mê, bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công lớn. Hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của mình và không sợ thất bại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành. Hãy dành thời gian để khám phá và tìm ra đam mê của mình. Điều này có thể đòi hỏi bạn phải thử nghiệm và khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau. Đừng ngại thay đổi và thử những điều mới mẻ. Khi bạn đã tìm ra đam mê của mình, hãy dũng cảm theo đuổi nó và sống hết mình với nó. Điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Tạo dựng mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ xã hội là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc. Hãy xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Hãy tưởng tượng bạn có một mạng lưới mối quan hệ rộng lớn và chất lượng. Điều này sẽ giúp bạn có được sự hỗ trợ và động viên khi gặp khó khăn, cũng như cơ hội để phát triển và thành công. Xây dựng mối quan hệ xã hội không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc mà còn giúp bạn đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Khi bạn có một mạng lưới mối quan hệ tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công lớn. Hãy dành thời gian để xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Hãy luôn nhớ rằng, mối quan hệ xã hội không chỉ là về việc nhận được sự hỗ trợ mà còn là về việc giúp đỡ người khác. Hãy sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ chân thành và bền vững. Khi bạn có một mạng lưới mối quan hệ tốt, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống. Học hỏi và phát triển bản thân.
không ngừng học hỏi và phát triển bản thân là yếu tố quan trọng để đạt được thành công và hạnh phúc. Hãy tìm kiếm những cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Hãy tưởng tượng bạn luôn cố gắng học hỏi và phát triển bản thân. Điều này sẽ giúp bạn có được sự tự tin và khả năng để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Học hỏi không chỉ giúp bạn nâng cao kiến thức mà còn giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công. Hãy luôn tìm kiếm những cơ hội học hỏi, từ việc đọc sách, tham gia các khóa học, đến việc học hỏi từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình, từ đó đạt được những thành công lớn. Phát triển bản thân không chỉ là về việc học hỏi mà còn là về việc cải thiện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giải quyết vấn đề. Hãy dành thời gian để rèn luyện và phát triển những kỹ năng này. Điều này sẽ giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn và đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Tự tin và kiên định. Tự tin và kiên định là hai yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Đừng để những ý kiến tiêu cực hay thất bại làm bạn nản lòng. Hãy tưởng tượng bạn luôn tự tin và kiên định trong mọi tình huống. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công lớn. Tự tin là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Khi bạn tự tin, bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Đừng để những ý kiến tiêu cực hay thất bại làm bạn nản lòng. Kiên định là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì sự tập trung và kiên nhẫn trong quá trình đạt được mục tiêu. Khi bạn kiên định, bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ và sẽ luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu của mình. Hãy luôn kiên định và không ngừng nỗ lực. Điều này sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Cuộc sống là một hành trình dài và đầy thử thách. Để sống một cuộc đời ý nghĩa và thành công, bạn cần dũng cảm đối mặt với những khó khăn, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, và luôn giữ vững niềm tin vào chính mình. Hãy sống với đam mê, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi bạn dám sống khác biệt và khẳng định bản sắc của mình. Hãy luôn nhớ rằng, thành công không đến từ may mắn mà đến từ sự nỗ lực và kiên trì. Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu của mình. Hãy tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút đăng ký kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ câu chuyện của bạn về cách tư duy ngược đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Hãy cùng nhau lan tỏa giá trị và tạo nên một cộng đồng tích cực, đầy cảm hứng. Hãy nhớ rằng, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng thay đổi cuộc sống của mình. Hãy dũng cảm theo đuổi những giấc mơ của mình và không sợ thất bại. Hãy tin tưởng vào bản thân và luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu của mình. Hãy cùng nhau lan tỏa giá trị và tạo nên một cộng đồng tích cực, đầy cảm hứng. Bạn đã từng áp dụng tư duy ngược trong cuộc sống của mình chưa? Kết quả ra sao? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong video tiếp theo. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất và nhận được những lời khuyên hữu ích về tư duy và cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tư duy ngược có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ hoàn toàn mới và tìm ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn. Hãy dũng cảm áp dụng tư duy ngược trong cuộc sống của mình và chia sẻ những câu chuyện thành công của bạn. Điều này sẽ giúp bạn phát triển bản thân và đạt được